hiểu và thương hai từ sao đơn giản. Nhưng thực hành lại không chút giản đơn. Hiểu rồi thương, thương rồi mới hiểu. Hiểu cuộc đời và hiểu thấu lòng người. Hiểu hết nhau để chia sẻ buồn vui. Hiểu tất cả nỗi đau người gặp phải. Hiểu hết rồi ta lại chuyển thành thương. Thương cho người có cuộc sống khó khăn. Thương em nhỏ có cuộc đời bất hạnh. Thương những ai có cuộc sống lầm mê, chưa thoát khỏi sự xa hoa cám dỗ, chưa dứt hết sự tranh giành danh lợi. Thương cho đời chưa có một ngày vui. Cuộc sống này sẽ cũng thế mà thôi. Đời trả vay, vay trả, xoay vòng vũng. Nên rất cần hai chữ hiểu và thương.